Khi còn bé, rất nhiều người trong chúng ta được định hình sẵn tư tưởng phải học đại học để có công việc tốt hơn. Trong khi nhiều người có suy nghĩ đó thì có người lại không. Dưới đây là những tỷ phú từng bỏ trường đại học để theo đuổi đam mê và gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Steve Jobs, đồng sáng lập cựu CEO Apple. Tôi đã từ bỏ những môn học mà tôi không hề thích, thay vào đó tôi bắt đầu tìm hiểu những môn học khác có vẻ như thú vị hơn rất nhiều. Tôi chẳng có một câu trả lời nào về việc tôi sẽ làm gì với cuộc đời của mình và cũng chẳng tin rằng trường đại học có thể giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Khi nhìn lại, tôi lại thấy rằng đó là một quyết định đúng đắn. Mark Zuckerberg, đồng sáng lập CEO Facebook. Đó là một quyết định khó khăn và tôi biết bố mẹ có những mối lo của họ. Và trong khi tôi chẳng bao giờ khuyến khích mọi người chuyện bỏ học, thì hóa ra đó lại là sự lựa chọn đúng đắn của tôi. Bill Gates, sáng lập Microsoft. Những công việc tốt ngày nay đòi hỏi các bạn phải có bằng đại học. Mặc dù tôi đã bỏ học và may mắn thành công khi theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực phần mềm, nhưng một tấm bằng tốt nghiệp đại học vẫn là con đường chắc chắn và an toàn hơn để thành công. Tuy nhiên, trên thực tế thì các tỷ phú dù chưa bao giờ hoàn thành bậc đại học, nhưng nhờ tài năng, tầm nhìn, đam mê, may mắn, họ luôn không ngừng học hỏi và giữ vững quan điểm bỏ trường chứ không bỏ học để vươn tới thành công. Câu nói đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công chỉ đúng với số ít người và nó mang tính chất khích lệ dành cho những ai trượt đại học. Và thực tế là hiện nay, mỗi người cần trang bị cho mình đầy đủ kiến thức chuyên ngành, được đào tạo trong các trường đại học và kỹ năng mềm để đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng. Môi trường đại học chính là nền tảng vững chắc giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng, vừa là một môi trường để sinh viên hiểu bản thân mình hơn, dám thể hiện cá tính của chính mình, dám thử thách bản thân để được trải nghiệm thực tế. Điều đó giúp cho sinh viên sau khi ra trường có định hướng, mục tiêu rõ ràng cho tương lai và quan trọng là có được việc làm theo đúng đam mê, sở trường của mình. Mà rất nhiều các bạn khán giả, đặc biệt là các bạn sinh viên thì rất là mong muốn được lắng nghe từ phía các nhà tuyển dụng ạ. Vâng, thì như thầy An đã trình bày thì mình nghĩ là một nhà tuyển dụng luôn luôn đặt ra những cái tiêu chí để tuyển dụng. Và các bạn có thể thấy rõ là khi mà các nhà tuyển dụng đăng các cái tin tuyển dụng ấy, thường là yêu cầu thứ nhất đó là về kiến thức, thứ hai đó là về kỹ năng và cái thứ ba đó là cái về thái độ, tức là có khả năng là tìm hiểu này, khả năng nhiệt tình trong công việc và làm việc nhóm. Thì mình nghĩ là ba cái yếu tố quan trọng nhất để mà một nhà tuyển dụng tuyển được một nhân sự giỏi, nó không nằm ngoài cái ba cái tiêu chí đó là kiến thức, kỹ năng và thái độ. Tuy nhiên thì cái yếu tố về thái độ sẽ được ưu tiên hàng đầu. Như bản thân mình đã trải nghiệm, thực ra thì cái phần kiến thức và kỹ năng có thể thiếu, bởi vì trong quá trình đi học, như thầy An đã nói là các bạn sẽ được đào tạo ở trong các môi trường đại học thì nó sẽ hiểu cách để làm việc, nhưng mà chưa có thể nhiều thời gian để thực hành. Thì dĩ nhiên là cái kinh nghiệm và cái kỹ năng làm việc của các bạn có thể hơi yếu. Tuy nhiên các bạn có thể bù lại bằng cách thái độ của các bạn trong cái công việc của mình. Đó là tìm hiểu, đó là học hỏi. Và ngay như ở bản thân doanh nghiệp của mình cũng vậy. Các bạn sinh viên mới ra trường, sau quá trình phỏng vấn thì mình đã phải dành rất nhiều thời gian mình cùng các bạn đấy để đào tạo lại các bạn, để hướng các bạn vào được cái môi trường làm việc mới, để hướng các bạn vào những công việc mới mà nó phù hợp hơn. Và từ đấy thì mình mới có thể ra một nhân sự để đạt cái yêu cầu của doanh nghiệp. Vâng ạ, em thì rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Linh, bởi vì em ước là giá như khoảng 4-5 năm trước đây khi em mới ra trường, em cũng nghe được những chia sẻ từ phía nhà tuyển dụng như vậy ạ, thì chắc chắn là cái định hướng công việc của em nó sẽ chỉn chu hơn và có lẽ là em đã tìm được một công việc phù hợp với mình một cách nhanh chóng hơn. Cũng xin chia sẻ với thầy An cũng như anh Linh về câu chuyện của bản thân Thùy Linh một chút. Đấy là bản thân em vào khoảng gần 10 năm trước đây khi bắt đầu em thi đại học thưa thầy. Thì bản thân em có không may mắn vào năm đầu tiên là em không đỗ đại học. Thì sau đấy em cũng đứng trước một cái sự lựa chọn, đó là bây giờ mình học nghề để tìm kiếm học những cái lớp kỹ năng để tiếp cận với công việc của mình nhanh hơn, hay là em lại tiếp tục thi lại đại học. Thì với sự trao đổi với gia đình cũng như là với những cái tư tưởng mà em được gia đình đặt vào bản thân em vào cái thời điểm đó, thì em vẫn lựa chọn là em sẽ thi lại đại học. Và em cho đến thời điểm này thì em vẫn tin đấy là một cái quyết định đúng. Bởi vì khi mà em bước vào môi trường làm việc, thưa thầy, thưa anh Linh, thì cái môi trường làm việc của em không chỉ là có những bạn học đại học như em, mà có những bạn cũng là người học trường nghề ra. Về kỹ năng thì có vẻ là cũng không chênh lệch nhau nhiều, nhưng mà bản thân là khi mà
trong quá trình làm việc ạ, cái sự thăng tiến về vị trí công việc, về môi trường làm việc, thì những người mà có bằng cấp đại học hay cao đẳng chẳng hạn thì sẽ có thuận lợi hơn là những bạn được đào tạo từ trường nghề. Không biết là với anh Linh ạ, ở đơn vị công tác của anh Linh thì có những cái điều như vậy xảy ra không? Ở đơn vị của mình, ở doanh nghiệp của mình thì bây giờ mình có rất là đa dạng, vừa có các bạn sinh viên tốt nghiệp đại học, vừa có những bạn học trường nghề, và thậm chí là có những bạn vừa là quân đội phục viên ra. Tuy nhiên thì ở môi trường của mình luôn luôn hướng tới cái môi trường đó là làm sao để có thể tạo cho các bạn được môi trường làm việc thoải mái nhất, môi trường có thể kích thích cái khả năng phát triển của bản thân. Thế nên là mình không phân biệt là dù là tốt nghiệp đại học hay cao đẳng hay trường nghề hay là kể cả các bạn lính phục viên, bọn mình đều dành thời gian để đào tạo lại các bạn, để định hướng lại cho bạn công việc và nó sẽ phù hợp với công việc của bọn mình. Tuy nhiên nó mất thời gian, nhưng mà mình nghĩ là với một doanh nghiệp trẻ như bọn mình thì cái điều đấy là thực sự cần thiết. Và nhờ đó thì các bạn sẽ gắn bó được với doanh nghiệp của mình hơn. Thì đấy là cái thực tế trải nghiệm của bản thân mình khi mà mình phát triển một doanh nghiệp. Dạ, vâng, em rất là cảm ơn anh Linh. Vậy không biết thầy ạ, thưa thầy thì liệu là sinh viên của thầy thì có khi nào trao đổi với thầy, cũng như là qua quá trình mà thầy theo dõi các bạn sinh viên trưởng thành và lớn lên sau này ạ, thì liệu có bao giờ thầy cảm thấy là các bạn sinh viên và với tấm bằng tốt nghiệp từ Học viện Báo chí Tuyên truyền thì các bạn ý sẽ dễ dàng thăng tiến trong công việc của mình hơn không ạ? Theo tôi thì học đại học nó giống như là làm một cái nhà, nó cần có cái nền móng. Học đại học thì anh học trong thời gian 4 năm, thời gian nhiều hơn. Và trong thời gian anh tích lũy kiến thức, tích lũy kỹ năng và tích lũy những cái thái độ như em Linh vừa nói. Thì anh có nhiều thời gian anh tích lũy, và như vậy là cái số khối kiến thức, cái nền tảng nó vững chắc hơn. Thì khi chúng ta có một nền tảng vững chắc thì đấy là cái đà và cái điều kiện để chúng ta phát triển tốt hơn. Thế rõ ràng là học đại học thì cái điều kiện tốt hơn, bởi vì anh nắm được, anh có kiến thức, anh có kỹ năng và thái độ. Và tôi rất đồng tình quan điểm như em Linh vừa nói. Con người ta quan trọng nhất là thái độ. Thái độ là gì? Thái độ cầu tiến, thái độ muốn làm việc, thái độ muốn dấn thân, thái độ muốn cống hiến và thái độ trung thực. Cái đó rất quan trọng. Đặc biệt là cái ý chí và cái dùng cái từ, tức là phải có quyết tâm để thực hiện được cái mục tiêu đề ra. Có thể nhà tuyển dụng ban đầu thì có thể sinh viên có thể còn lỡ ngỡ, còn chưa hiểu gì, nhưng nhìn thái độ là biết. Con người này chỉ trong một vài tháng, một vài năm sẽ trưởng thành và sẽ phát triển. Cái đó quan trọng. Thế còn những cái người làm việc ngay nhưng mà chắc chắn chỉ dừng lại mức độ đó thôi, còn nếu mà tiến cao lên và làm sâu hơn thì có thể chưa chắc. Thế cho nên rất quan trọng là tôi nhấn mạnh cái ý, tức là cái thái độ rất quan trọng. Cầu tiến, muốn được cống hiến, muốn được quyết tâm để thực hiện mục tiêu đề ra, cái đó cực kỳ quan trọng bây giờ. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Và chắc chắn rồi là cái thái độ làm việc, khi mà chúng ta không chỉ học tập làm việc thì bất cứ lúc nào cái thái độ, cái sự cầu tiến và ham học hỏi của chúng ta cũng sẽ mang lại những điều rất thuận lợi. Các bạn sinh viên nhớ điều này nhé. Và không biết là với các bạn khán giả của Nghĩ Mở Nói Thẳng thì các bạn sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những cử nhân, những thạc sĩ trong làm những công việc ngành nghề không đúng với chuyên môn được đào tạo của họ. Và bản thân Thùy Linh thì cũng được lắng nghe rất nhiều những chia sẻ của các bạn sinh viên mới ra trường. Họ chia sẻ rằng là họ không xin được việc, họ phải đi làm công nhân. Thậm chí là rất nhiều bạn cử nhân hiện nay thì đang phải đi chạy xe ôm để trang trải cuộc sống. Và bản thân Linh tin rằng đây là một cái thực tế đang diễn ra tại nước ta. Và đó là tình trạng thừa thầy thiếu thợ, sự nở rộ của các trường đại học, thưa quý vị. Và đặc biệt là quá trình đào tạo của các trường chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội hiện nay. Và với câu chuyện là hơn 200.000 cử nhân thạc sĩ thất nghiệp và đa số là các bạn trẻ hiện nay chọn đi học nghề, thì ekip của Nghĩ Mở Nói Thẳng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhỏ với các bạn sinh viên hiện nay hiện đang học tập, và cũng có những bạn thì đang chuẩn bị ra trường. Hãy cùng lắng nghe xem các bạn trong cuộc khảo sát này chia sẻ gì trước vấn đề này nhé. Sau ra trường thì em sẽ làm về thiết kế đồ họa. Em nghĩ là mình học theo cái chuyên ngành của mình ấy, thì khi mà ra trường thì mình cứ làm đúng theo chuyên ngành của mình là làm về kiểu truyền thông ấy ạ. Tất nhiên rồi, đó là bởi vì đó là ước mơ của mình ấy. Và bởi vì khi mình theo học thì mình xác định là mình sau này mình sẽ làm một cái gì đó liên quan chuyên ngành mình học. Và đó mình không nghĩ không phải riêng của mình đâu, mà mình nghĩ đó là ước mong của rất là nhiều người. Của em thì em nghĩ là không phải là bất kỳ ai mà không học đại học cũng sẽ hướng đến được thành công, mà em thấy đa phần là những người học đại học thì người ta sẽ có những cái chiều sâu và người ta sẽ có kiến thức tốt hơn để làm việc tốt hơn sau này. Thực ra người ta cứ quan điểm rằng là nếu mà không học đại học thì mình vẫn có thể đi làm những công việc khác ấy, không liên quan đến học thức. Nhưng mà theo em thì nếu mà mình có kiến thức thì ra xã hội nó sẽ kiểu dễ dàng đối với mình hơn nhá. Cái này thì mình thấy là cũng đúng. Tuy nhiên thì nó không phải tất cả. Bởi vì là
bây giờ chúng ta có rất nhiều lựa chọn để làm việc, để kiếm tiền ấy. Không nhất thiết là chúng ta phải vào đại học, bởi vì là bây giờ cơ hội việc làm đang rất là rộng mở. Tuy nhiên thì nếu mà để mình nghĩ ấy, quan điểm cá nhân thì để một công việc ổn định hoặc là có tương lai ổn định thì mình nghĩ là vấn đề học đại học thì nó vẫn đóng có một vai trò rất là quan trọng. Đúng là có rất nhiều con đường đến thành công, không phải chỉ có đại học. Nhưng bây giờ mình không học đại học thì có nhiều con đường khác để mình trở nên thành công. Ví dụ như là mình có thể học nghề này, rồi sau này đi làm luôn này, coi như là có kinh nghiệm thực tế. Rồi thì mình có thể đi du học nước ngoài này hay gì đó. Nhưng mà cá nhân thì mình thấy là học đại học thì mình sẽ được đào tạo một cách bài bản hơn, nó chuyên môn hơn. Mặc dù là có thể là mình sẽ không bằng những cái bạn ở ngoài, là mình sẽ có cái kinh nghiệm thực tế thực tiễn nó ít hơn, nhưng mà cái đấy mình nghĩ là hoàn toàn có thể bổ sung sau. Vì ở trên đại học, ngoài việc mình được học kiến thức thì mình còn được học những cái kỹ năng mềm này liên quan đến giao tiếp và làm việc nhóm, thì cái đấy nó khá là hữu ích cho cái công việc sau này. Và mình nghĩ là đại học là con đường ngắn nhất, theo mình nghĩ là như thế. Vâng ạ, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự phỏng vấn các bạn sinh viên đang học tập cũng như các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường mà ekip của Những Mở Nói Thẳng đã thực hiện. Và thông qua phóng sự này thì chắc chắn rằng quý vị cũng đã được lắng nghe rất là nhiều những ý kiến, những sự chia sẻ của các bạn sinh viên trước vấn đề là các bạn sắp ra trường thì các bạn mong muốn được làm một công việc như thế nào. Và đặc biệt là thông qua những chia sẻ của các bạn thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là sự phức tạp trong việc định hướng công việc cũng như là giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay thì đang gặp rất là nhiều khó khăn, đúng không ạ? Và khó khăn này thì có lẽ không đến từ một yếu tố cụ thể nào cả, không đến từ riêng nhà trường, không đến từ riêng các bạn sinh viên, mà chắc chắn rằng các nhà tuyển dụng cũng sẽ gặp phải những cái khó khăn trên hành trình tìm ra những nhân sự thật sự là phù hợp với doanh nghiệp của mình. Và câu hỏi tiếp theo trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay xin được dành cho anh Linh ạ. Không biết là trong quá trình mà anh Linh tuyển dụng được những nhân sự cốt cán cho công ty của mình thì anh Linh có gặp những cái khó khăn gì không ạ? Thực ra là bất kỳ doanh nghiệp nào cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng. Như bạn biết là hiện nay là cái môi trường khá là mở, thế nên là các doanh nghiệp cạnh tranh nhau về cả vấn đề tuyển dụng luôn. Thế nên là khi mà bọn mình tuyển dụng thì thường là một doanh nghiệp nhỏ và trẻ như mình có rất ít cái lợi thế cạnh tranh so với những doanh nghiệp lớn. Do đó là mình, cái mặt bằng tuyển dụng của mình nó sẽ thấp hơn so với các doanh nghiệp lớn. Và như vậy là mình phải sử dụng đến rất nhiều các cái kênh tuyển dụng để mình có thể tuyển dụng được. Hoặc thậm chí là mình có thể nhờ các thầy cô hoặc là thậm chí là những người đã làm việc rồi giới thiệu những nhân sự để mình có thể tuyển dụng được. Và cái khó thứ hai mình nghĩ đó là khi mà mình tuyển dụng được các bạn nhân sự rồi thì thường là các bạn đa phần là sẽ thiếu những cái kỹ năng và cái kiến thức trong cái công việc mà mình yêu cầu. Thế nên như mình vừa nói ở lúc đầu của chương trình đó là bọn mình phải dành thời gian ra để đào tạo lại các bạn để cho phù hợp với cái mục tiêu kinh doanh của công ty, để các bạn có thể làm tốt được một công việc. Và hiện tại là mình đang gặp những cái khó khăn như vậy trong cái vấn đề tuyển dụng nhân sự. Vâng ạ, thì có lẽ là khó khăn thì với một doanh nghiệp thì không chỉ là gặp ở những lĩnh vực như là xây dựng công ty, xây dựng văn hóa công ty, mà còn gặp ở vấn đề là tìm kiếm được cho mình những nhân sự phù hợp, đúng không ạ? Vậy thì cũng với vấn đề là tìm kiếm cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp như anh Linh vừa chia sẻ, thì anh Linh cũng phải tìm kiếm cái sự hỗ trợ từ các thầy cô giáo ạ. Vậy thì thưa thầy An, không biết là với riêng trường Học viện Báo chí Tuyên truyền của mình, cũng như là theo quan điểm của thầy, thì cái sự hỗ trợ của nhà trường với các bạn sinh viên trong việc là chúng ta hỗ trợ các bạn ấy tìm được một công việc phù hợp thì nó đóng vai trò như thế nào ạ? Vâng, thực ra mà nói, đối với một trường đại học, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm là vấn đề rất quan trọng và nó quyết định cái thương hiệu nhà trường. Chính vì thế mà trong những năm gần đây, Học viện Báo chí Tuyên truyền đã rất chú ý trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Thứ nhất là đổi mới chương trình. Trong chương trình vừa rồi, nhà trường có yêu cầu tất cả các khoa phải đổi mới, trong đó chú trọng cái thời gian lý thuyết và thời gian thực hành, đảm bảo hài hòa lý thuyết và thực hành. Thứ hai là tăng thời gian thực hành lên. Và đặc biệt là nhà trường bên cạnh hai cái môn trước đây là môn kiến tập 4 tuần và môn thực tập 8 tuần ở các cơ sở bên ngoài, để cho sinh viên nắm được những cái vấn đề cũng như là cái thực tiễn của đời sống, và sau này các em ra trường có thể đấy là cái cơ sở xin được làm. Vừa rồi nhà trường lại có thêm một cái môn gọi là môn thực tế chính trị xã hội, thêm môn nữa để các em có điều kiện đi quan sát, đi học hỏi từ các cái cơ sở bên ngoài gắn với ngành nghề mình được đào tạo. Thế rồi là trong nhà trường cũng đã trang thiết bị, mua sắm đầu tư
các cái phòng thực hành, phòng thực tập cho các em, đặc biệt là sinh viên báo chí truyền thông, có studio, có phòng thực hành, có phòng thực tập khá tốt, kể cả sinh viên ngoại ngữ thì cũng có phòng thực hành, thế rồi sinh viên phát thanh, thế rồi đấy là cái cơ hội nghề nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường cũng mời các chuyên gia, những người làm thực tiễn như các cái doanh nghiệp, kể cả như anh Linh đây, vào giảng dạy và nói chuyện với sinh viên trong quá trình học tập. Có thể trong một môn, nhà trường mời các chuyên gia đến, trao đổi kinh nghiệm, trao đổi thực tiễn. Đấy là rất tốt để cho các em nắm bắt được cái từ đầu. Cũng là một ý kiến nữa, tức là trong chương trình đào tạo, trước đây thường các em học các môn Mác Lênin, rồi mang đại cương xong mới bắt đầu học cơ sở ngành và chuyên ngành. Thì bây giờ nhà trường bố trí ngay từ năm thứ nhất các em đã học một số môn cơ sở ngành, thậm chí cả chuyên ngành, để ngay từ đầu các em nắm bắt được những cái vấn đề của chuyên ngành và từ đó có cái đam mê, có cái say mê với cái hướng nghiên cứu của mình. Đấy là cái cách mà nhà trường mong muốn để đào tạo chất lượng sinh viên trường. Một ý nữa và tôi cũng rất nhấn mạnh là trong mấy năm gần đây nhà trường rất chú trọng đào tạo về ngoại ngữ và tin học cho các em. Đây là một yêu cầu bắt buộc của thị trường. Nếu các em ra trường mà không giỏi ngoại ngữ rất khó xin việc. Anh Linh đây chắc cũng không hào hứng gì khi hỏi trình độ ngoại ngữ các em không tốt. Thế vì vậy mà trong mấy năm gần đây nhà trường yêu cầu và đã có một cái chuẩn đầu ra là sinh viên ngành báo chí phải đạt cái trình độ là B2 khi ra trường và sinh viên khối lý luận phải đạt trình độ B1 khi ra trường. Đấy cũng là một yêu cầu bắt buộc, cho nên các em phải cố gắng, không cách nào khác, nếu không đạt chuẩn đó không ra trường được và cũng rất khó xin việc. Cái yêu cầu, cái áp lực mà nhà trường tạo cho các em, đấy là chính vì các em và chính vì cái tương lai xin việc sau này của các em. Đấy chính là cái việc nhà trường đang cố gắng đổi mới và đòi hỏi các thầy cô cũng phải có kinh nghiệm. Nhà trường cũng cử khá nhiều thầy cô, giáo viên đi thực tế ở các cơ quan báo chí truyền thông, ở các trường đại học, cái nơi mà nó gắn với cái đầu ra của các em. Đấy là các cái biện pháp nhà trường cố gắng để nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần nào đó để giúp các em sau này tìm cái việc làm nó dễ dàng hơn và thuận tiện hơn. Dạ vâng, đây là sự cố gắng từ phía nhà trường rồi đúng không ạ? Và chắc chắn là không chỉ là cố gắng từ phía nhà trường đâu thưa quý vị. Nhà trường, thầy cô và chương trình đào tạo thì đã có những sự thay đổi để mang lại những điều tốt hơn cho các bạn sinh viên. Nhưng quan trọng hơn hết là các bạn sinh viên cũng phải tự nỗ lực với bản thân mình để mang lại những giá trị tốt đẹp cho chính bản thân mình nữa. Quan trọng như hai vị khách mời của chúng ta đã nói đúng không ạ? Là thái độ, sự học hỏi và cầu tiến cũng mang lại rất là nhiều những yếu tố quan trọng trong hành trình tương lai của các bạn. Vâng ạ, quay trở lại câu chuyện của chúng ta thêm một chút thì vừa rồi thì thầy cũng có nói về việc là các kỹ năng mềm với các bạn sinh viên ạ là cái điều rất quan trọng, ví dụ như là kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng ngoại ngữ và cái kỹ năng tin học văn phòng. Vậy thì câu hỏi tiếp theo em sẽ được dành cho anh Linh ạ. Không biết là ở đơn vị của mình cũng như là những cái đơn vị đối tác chẳng hạn mà anh Linh đã từng có cơ hội được biết, hiểu biết hơn về nhân sự của họ, thì chắc chắn là không chỉ có những bạn học sinh, sinh viên tốt nghiệp từ các trường nghề mà còn có các bạn tốt nghiệp đại học. Thì cái sự anh Linh liệu có một cái sự nhận xét nào về cái sự chênh lệch giữa các bạn, đặc biệt là về những kỹ năng mềm mà có lẽ là chỉ ở những trường đại học thì mới mang lại được cho các bạn sinh viên không ạ? Vâng, cái vấn đề này thì mình, như mình đã nói ngay từ đầu, về cái mặt bằng công việc thì có thể là mình không đánh giá quá cao về những cái bạn sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc là những bạn tốt nghiệp trường nghề, bởi vì bọn mình đều có dành thời gian để đào tạo lại. Tuy nhiên có một cái quan trọng hơn, đó là khi những bạn sinh viên đã được qua môi trường đại học rồi thì các bạn có những cái kỹ năng mềm sẽ rất tốt. Thứ nhất là các bạn hòa nhập với môi trường rất nhanh, bởi vì ở trong môi trường đại học thì các bạn đã có cơ hội để tham gia những cái chương trình của nhà trường này, tham gia quá trình thực tập tại các công ty, các cái cơ quan truyền thông trước đó. Và thêm nữa là các cái kỹ năng mềm về ngoại ngữ, về vốn giao tiếp của các bạn rất tốt so với các bạn ở trường nghề. Các bạn ở trường nghề thì sẽ không có được những cái điều tốt hơn như vậy. Và đó là lý do vì sao mình cũng rất là ưu tiên những bạn mà tốt nghiệp đại học ở trong công ty của mình. Dĩ nhiên là về cái yêu cầu công việc thì đều cao như nhau cả. Bạn nào vào thì cũng vẫn phải làm một công việc như vậy. Nhưng mà những bạn sinh viên đại học đã tốt nghiệp rồi thì các bạn có những cái kỹ năng và những cái ứng xử nó rất là tốt và hòa nhập với môi trường rất nhanh. Và nhờ vậy thì cái văn hóa doanh nghiệp của mình mới xây dựng rất tốt. Từ những bạn đấy có thể là kéo những cái bạn ở trường cao đẳng nghề, trường cao đẳng này, trường nghề này hòa nhập cùng với các bạn nhanh hơn. Thì đó là cái mà mình đánh giá cao ở các bạn sinh viên. Bên cạnh đó thì cái vốn ngoại ngữ của các bạn chắc chắn là cũng sẽ tốt hơn các bạn ở trường nghề rồi. Trường nghề thì gần như là mình không yêu cầu cao về ngoại ngữ. Nhưng mà với những bạn đại học tốt nghiệp bên mình đều có yêu cầu về ngoại ngữ. Ít nhất thì cũng phải ở cái trình độ B2 như thầy An vừa nói. Đó là điều kiện để ra trường. Và tránh các bạn thất nghiệp, không tìm được công việc mà mình mong muốn.
Vâng ạ, em nghĩ rằng là bản thân cái theo quan điểm của em thưa thầy, thì nếu mà mình có được trang bị những cái kỹ năng mềm như là kỹ năng tin học, kỹ năng ngoại ngữ và một số những kỹ năng khác khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thì cái khả năng thất nghiệp của mình nó đã được giảm đi rất nhiều rồi. Bởi vì có thể chúng ta chưa làm được một công việc đúng chuyên ngành của mình, nhưng với những kỹ năng đó thì chúng ta vẫn có thể tìm một công việc phù hợp, đúng không ạ? Và cái chữ thất nghiệp thì nó cũng không đến mức là gây ra một cái sự rào cản quá lớn trong sự phát triển tương lai của mỗi cá nhân. Em xin hỏi vui anh Linh một chút, đấy là hiện tại thì em biết là đơn vị của mình thì có rất là nhiều bạn sinh viên đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đúng không ạ? Đúng. Vậy thì không biết là mức độ hài lòng của một người quản lý doanh nghiệp với các bạn sinh viên đến từ Học viện Báo chí Tuyên truyền thì như thế nào ạ? Được đánh giá theo thang điểm 10 đi thì không biết là được khoảng bao nhiêu điểm ạ anh? Thực ra thì mình, bản thân mình trước đây mình cũng là một cựu sinh viên của Học viện Báo chí Tuyên truyền. Dạ. Và trong cái thời gian mà mình sau khi tốt nghiệp, mình cũng có cái cơ hội rất lớn, đó là được vào trường, được trao đổi với các bạn sinh viên ở một vài lớp. Và mình nhận thấy là các bạn sinh viên của Học viện Báo chí thì thường là rất năng động. Và đó là lý do vì sao mà mình cảm thấy rất là thích ở môi trường như vậy. Và mình rất là ưu tiên các bạn ở trường báo ra. Bởi vì công ty mình là một công ty truyền thông mà. Dạ. Nó rất là phù hợp với những cái gì mà trường báo đã đào tạo các bạn rồi. Và trên cái thang điểm 10 thì mình nghĩ là các bạn ở trường báo lúc nào sẽ được cái chấm cái điểm, thang điểm từ 7, 8 trong mắt mình khi mà mình bắt đầu tuyển dụng rồi. Và mình sẽ còn những cái đánh giá khác về cái kỹ năng, về cái kiến thức của các bạn trong quá trình phỏng vấn và cái thời gian thử việc để mình có thể là hợp tác với các bạn ấy trong cái công việc về sau. Đây chắc chắn là một đánh giá khách quan của một người quản lý doanh nghiệp chứ không phải là một sự ưu ái với các em hậu bối đâu, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ, thưa thầy An, không biết là qua những chia sẻ của anh Linh về chất lượng của các bạn sinh viên của trường mình ạ, khi mà ra trường thì được các doanh nghiệp đánh giá cao như vậy thì thầy có suy nghĩ như thế nào, cũng như là thầy có một chia sẻ nào với các bạn sinh viên để các bạn có thể tự phát triển cái năng lực bản thân mình hơn, đáp ứng được với công việc trong tương lai không ạ? Vâng. Phải nói qua chia sẻ của anh Linh về cái đánh giá sinh viên của Học viện Báo chí Tuyên truyền, tôi cảm thấy rất là tự hào về các em. Đó là cái kết quả, cái thành tựu của các thầy cô mong muốn được sinh viên của mình có việc làm và được đánh giá cao như thế. Thế còn với tư cách là nhà trường ấy, thì rất mong các em là gì? Trong thời gian học, hãy cố gắng chăm chỉ chịu khó và thực hiện những yêu cầu mà thầy cô đưa ra. Đấy là cách tốt nhất để chúng ta trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Và học tập thì quan trọng nhất là phải có tính chủ động. Chứ đừng đợi thầy cô ra bài mới làm, đừng đợi thầy cô yêu cầu cái gì mới làm cái đó. Chúng ta phải chủ động. Muốn có việc tốt thì mình phải trong thế chủ động. Chủ động học tập, chủ động tiếp cận các vấn đề, chủ động đọc sách cũng như chủ động đi tìm hiểu các cái vấn đề xung quanh, kể cả bên ra bên ngoài xã hội cũng như là bên cái cơ quan báo chí truyền thông. Mình chủ động làm quen, thậm chí chủ động xin việc làm trước bán thời gian cũng có thể được, không sao cả. Cho nên cái tính chủ động quan trọng lắm. Có thể trong một lớp tôi cũng nghĩ rằng là có một phần ba là rất tích cực, một phần ba là trung bình, một phần ba còn thụ động. Thế cho nên rất mong là cái tỷ lệ thụ động nó ít đi và tăng cường sinh viên chủ động. Đấy là cái điều thầy cô mong muốn nhất. Nói ví dụ, hiện nay nhà trường trang bị khá tốt cái thư viện, thế nhưng mà cái số lượng sinh viên đến đọc không nhiều. Thế thì thầy cô cũng hay phiền lòng về việc sinh viên chuẩn bị bài trên lớp, thế rồi không đọc trước, thế thảo luận các em cũng chưa có sự chuẩn bị cái kỹ càng. Thế điều đó cho nên là cái thành công của các em phụ thuộc phần lớn vào các em. Nhà trường, xã hội, gia đình cũng chỉ là hỗ trợ giúp đỡ một phần nào đó thôi, còn phần lớn là phụ thuộc vào chính cái bản thân các em. Cho nên người nào có quyết tâm, người nào có đầu tư công sức thời gian, chắc chắn cái cơ hội tiến việc làm tốt hơn. Thầy mong như thế. Dạ vâng, em rất là cảm ơn chia sẻ của thầy An. Và em tin rằng là những chia sẻ này của thầy An cũng mang lại rất là nhiều những kiến thức, những cái kinh nghiệm bổ ích dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên đến từ các ngành báo chí và đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Các bạn thân mến, như những lời thầy An cũng như là anh Linh vừa chia sẻ, thì trước khi chúng ta đặt ra câu hỏi là sự thất nghiệp của chúng ta xuất phát từ đâu, thì chúng ta hãy đặt câu hỏi lại với bản thân mình. Nhà trường cũng đã dành cho các bạn sự nỗ lực nhất định. Doanh nghiệp cũng luôn chào đón các bạn, những người mà thực sự cầu tiến, thực sự mong muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp. Nhưng bản thân chúng ta đã đủ cố gắng hay chưa? Và bên cạnh việc là chúng ta học như thế nào, chúng ta được dạy như thế nào, thì còn rất nhiều những cách khác nhau để các bạn có một công việc tốt và công việc phù hợp hơn. Vậy thì hơn 200.000 cử nhân và thạc sĩ đang thất nghiệp thân mến, ngay bây giờ Nghĩ Mở Nói Thẳng sẽ dành cho các bạn một tham khảo đặc biệt về lý do tại sao các bạn thất nghiệp và làm thế nào để không thất nghiệp nữa. Nếu như bạn đang là học sinh cấp 3, đặc biệt là lớp 12, thì chắc hiện giờ đang là thời gian bạn có khá nhiều lo lắng. Bạn lo lắng chuyện có thi đỗ hay không, hay thi xong nộp hồ sơ thế nào, có cần rút ra đút vào nhiều không. Tuy nhiên, có một điều khác cũng khá quan trọng mà có thể bây giờ bạn chưa nhận ra. Đó là việc chọn ngành gì để có thể vừa học được,
và khi tốt nghiệp có việc để làm. Để tránh rơi vào cảnh không biết phải làm gì sau 4 năm hay tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp, thì trước khi bắt đầu chọn ngành học, bạn cần tìm hiểu 4 vấn đề sau. Thứ nhất, ngành học này là về cái gì? Ngoài một số ngành có tên dễ hiểu như báo chí, sư phạm, thiết kế, thì cũng có nhiều ngành với tên là những từ mà khi học phổ thông bạn không bao giờ dùng tới. Ví dụ như tài chính, kế toán, hoặc nghe có vẻ khá to tát như kinh tế, quản lý hay truyền thông. Thứ hai, học cái này có hợp với khả năng của mình không? Một trong số những lý do cho việc không tìm hoặc không làm được việc sau khi tốt nghiệp là do đổ xô đi học một ngành mà mình không có khả năng. Bạn cũng nên phân biệt giữa việc thích và việc có khả năng, vì sẽ có những ngành như thiết kế thời trang hoặc mỹ thuật mà sau khi học thì bạn mới nhận ra là hóa ra mình cũng không thích như mình tưởng. Thứ ba, học xong thì làm cái gì? Mỗi ngành học khác nhau có số công việc phù hợp khác nhau. Với những ngành có tính ứng dụng cao như thiết kế đồ họa hoặc kiến trúc thì phù hợp nhất là làm đúng với ngành học để tối đa hóa những gì đã học. Ngược lại, có những ngành mà nội dung chủ yếu học là lý thuyết nhưng bạn lại có thể ứng dụng các nguyên lý đã học vào nhiều công việc khác nhau. Thứ tư, học thế nào để không thất nghiệp? Khi học phổ thông thì mục tiêu để vào được đại học rất đơn giản, điểm càng cao càng tốt. Tuy nhiên khi đi học để tìm việc thì không phải cứ học điểm tốt điểm cao là sẽ đảm bảo được nhận. Bên cạnh kiến thức, các công ty còn quan tâm đến các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, ngoại ngữ hay thậm chí thứ mà ai cũng tưởng là mình giỏi là tin học văn phòng. Tất nhiên là không phải lĩnh vực nào cũng đòi hỏi tất cả các kỹ năng đó, nhưng việc sở hữu chúng cũng giúp ích cho bạn trong những vấn đề khác của đời sống hàng ngày. Có thể bạn đã từng nghe về chuyện học đại học rất rảnh, hay nghe những lời than phiền là các công ty toàn đòi hỏi kinh nghiệm làm việc từ sinh viên mới ra trường. Sự thực là, mặc dù thời gian học khi học đại học không nhiều, nhưng nếu không biết tận dụng chỗ thời gian trống để luyện tập thêm các kỹ năng hay tìm kiếm cơ hội thực tập lấy kinh nghiệm, thì dù học ngành nào đi nữa, khả năng thất nghiệp đều cao như nhau. Thậm chí, có những ngành trước đây thuộc dạng hot và mấy năm gần đây luôn ở trong top những ngành ra trường dễ thất nghiệp. Nếu được, bạn nên vừa đi học, vừa áp dụng kiến thức của mình tại một công việc liên quan. Như thế sẽ giúp bạn dễ hình dung các lý thuyết trừu tượng đã được học và thậm chí còn thấy được là những cái nào đã lỗi thời. Song song với đại học thì doanh nghiệp cũng có thể coi là giảng đường thứ hai vậy. Cuối cùng, bên cạnh việc tự nỗ lực chăm chỉ thì môi trường học cũng rất quan trọng. Danh tiếng của trường nhiều khi không quan trọng bằng việc trường có thể mang đến nhiều cơ hội thực tập hay vừa học vừa thực hành để tăng thêm kinh nghiệm hay không. Chọn được một môi trường học có cơ hội để học ứng dụng, vừa làm vừa học, có cơ hội được tuyển dụng ngay sẽ giúp đảm bảo rằng bạn không phải phàn nàn vì đã lãng phí 4 năm của cuộc đời cho việc học đại học. Vâng, thưa quý vị, một clip rất dễ thương đúng không ạ? Nhưng mà đó là những chia sẻ mà chúng tôi mong muốn được mang lại cho những khán giả của Nghĩ Mở Nói Thẳng với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Và đến với những giây phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay thì rất là mong được lắng nghe những cái lời chia sẻ, những lời động viên của thầy An cũng như của anh Linh dành cho các khán giả của chương trình, đặc biệt là dành cho các bạn cử nhân, thạc sĩ vẫn còn đang hơi hoang mang một chút với tương lai của mình ạ. Đối với các em sinh viên rất là đang học tập tại nhà trường thì chúng tôi cũng rất là mong các em hãy kiên trì, chịu khó, học tập tốt. Và chúng ta luôn phải có cái chí, phải tin tưởng rằng là tương lai thuộc về chính mình. Thế vì vậy tương lai phía trước là học và nó phụ thuộc vào cái việc học tập của em hôm nay. Các em học tập thì các em đi thực tập và các em cố gắng quan sát đời sống thực tiễn. Và trong đầu lúc nào cũng đặt ra câu hỏi tại sao nó thế? Tại sao thế này? Tại sao thế kia? Tại sao người ta làm được mà mình không làm được? Thì từ đó thì mình mới có cái động lực và tự mình phải tạo áp lực cho mình để mình cố gắng phấn đấu. Cuộc sống không hề đơn giản. Những người thành công là người ta cũng phải đổ rất nhiều mồ hôi, người ta phải mất rất nhiều công sức thì mới có được cái thành công đó. Ai đi đến thành công cũng phải trải qua những khó khăn. Chúng ta thế mới là cuộc sống. Thế vì vậy chúng ta không sợ khó khăn, chúng ta dám chấp nhận khó khăn để chúng ta phấn đấu và chúc các em thành công. Dạ vâng, xin được cảm ơn thầy An ạ. Còn anh Linh có chia sẻ gì với các bạn khán giả của chúng ta? Mình thì có một lời khuyên với các bạn sinh viên như thầy. Đó là như thầy An vừa nói, đó là chúng ta phải luôn chủ động trong việc học tập, chủ động trong việc tìm kiếm những cơ hội cho mình. Và quan trọng nhất đó là phải có mục tiêu vươn tới. Thứ nhất là chúng ta đặt ra mục tiêu rồi và chúng ta phải nỗ lực để thực hiện cái mục tiêu đó. Bên cạnh đó thì trong quá trình học tập ở nhà trường thì các bạn cũng nên trau dồi thêm những cái kỹ năng về thuyết trình này, kỹ năng mềm, kỹ năng về ngoại ngữ thêm. Bên cạnh đó là những cái kỹ năng phục vụ cho công việc của các bạn mình không nói, nhưng mà những cái kỹ năng mềm thực sự quan trọng khi mà các bạn bắt đầu đi làm ở một môi trường doanh nghiệp hoặc một môi trường công ty. Tất nhiên là tấm bằng đại học nó rất là quan trọng, nhưng mà bên cạnh đó là những cái kỹ năng đấy nó quan trọng không kém. Nó sẽ giúp bạn hòa nhập vào một môi trường rất nhanh, nó sẽ giúp bạn có thể là thăng tiến hơn rất nhiều trong công việc và gặp gỡ được rất nhiều người, nghe được rất nhiều chia sẻ hay,
Và đó là, như mình nghĩ là đó là những cái gì mà các bạn sinh viên cần bây giờ, hơn là chỉ chăm chăm việc học kiến thức. Và cái việc mà mình trau dồi kỹ năng thực tế trong công việc và kỹ năng mềm rất là quan trọng. Và cái phần ngoại ngữ cũng không quan trọng không kém. Bởi vì như các bạn thấy bây giờ là thời đại 4.0 rồi, bất kỳ công ty nào cũng đều yêu cầu ngoại ngữ. Và chỉ cần cái vốn ngoại ngữ tốt thì các bạn, cái nỗi lo thất nghiệp nó sẽ dần dần vơi đi hết và không còn phải lo ngại nữa. Thì đấy là những cái lời khuyên của mình dành cho các bạn sinh viên. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Linh. Và một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì xin được cảm ơn thầy An, xin được cảm ơn anh Linh đã dành thời gian để cùng ngồi lại và bàn luận về vấn đề ngày hôm nay. Và có rất là nhiều những chia sẻ mà bản thân em tin rằng là các bạn học sinh sinh viên cảm thấy rất bổ ích và có thể hỗ trợ cho các bạn được rất là nhiều trong tương lai ạ. Và quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện mà chúng ta vừa trao đổi thì chúng ta có thể thấy rằng là con số có thể cũ nhưng bài học thì vẫn luôn là mới, đúng không ạ? Đại học không phải là con đường duy nhất nhưng nó được xem là con đường ngắn nhất để đến với thành công. Và xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng tôi vẫn mong rằng được lắng nghe những chia sẻ, những ý kiến của quý vị và mọi trao đổi, mong muốn đóng góp ý kiến cho Nghĩ Mở Nói Thẳng. Xin mời quý vị hãy cùng gửi thông tin về cho chúng tôi qua địa chỉ email nghimornoithang@gmail.com hoặc trực tiếp tương tác với fanpage Nghĩ Mở Nói Thẳng. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Nghĩ Mở Nói Thẳng.